Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ chữa cho các em các bài tập ở trong phần ôn tập chương 4. Các em giờ sẽ giáo khoa 149, chúng ta đến với phần đầu tiên. Đó là phần câu hỏi ôn tập. Các em đến với câu hỏi số 1. Họ yêu cầu chúng ta viết 5 đơn thức của hai biến xy, trong đó xy của chúng ta có bậc khác nhau. Thế thì ở đây đơn thức hai biến xy thì các em có thể viết như sau. Ở đây ta có thể viết là x bình phương y, thì nó là một đơn thức có hai biến xy. Và số mũ của x là 2, thế nên nó sẽ khác số mũ của y là 1. Như thế đơn thức này sẽ thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Tương tự như thế các em có thể viết là x mũ 3y, đúng không? Hoặc có thể là x mũ 3 nhưng y bình phương. Hoặc là có thể lấy số mũ y lớn hơn x thì ta sẽ được là x y bình. Hoặc là x bình phương thì y mũ 3. Tức là các em có thể viết rất nhiều các đơn thức dạng như thế này. Các em chuyển qua câu hỏi ôn tập số 2. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng cho ví dụ? Ở đây hai đơn thức đồng dạng chính là hai đơn thức có chung phần biến và phần hệ số thì khác nhau. Hai đơn thức có chung phần biến số. Nhưng hệ số thì khác nhau. Thì sẽ gọi là hai đơn thức đồng dạng. Đúng không nào? Vậy thì ví dụ thì các em có thể lấy rất nhiều ví dụ. Ở đây thầy giả sử là một đơn thức là xy. Vậy thì phần biến của chúng ta đó là xy. Phần hệ số của chúng ta không viết, các em sẽ hiểu đây hệ số là 1. Vậy thì nếu muốn lấy một ví dụ là đơn thức khác đồng dạng với đơn thức xy thì các em sẽ viết lại phần biến. Sau đó các em sẽ lấy một hệ số sao cho nó khác 1. Ở đây thầy giả sử là 2. Vậy thì ta đã được hai đơn thức đồng dạng, đó là xy và 2xy. Các em cùng thầy chuyển qua bài, xin lỗi, chuyển qua câu hỏi ôn tập số 3. Họ bảo là phát biểu quy tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng. Vậy thì đây muốn cộng hay trừ hai đơn thức đồng dạng thì các em chỉ cần giữ nguyên phần biến và ta thực hiện các phép cộng trừ của phần hệ số. Thì các câu hỏi đơn tập này tương đối đơn giản. Các em cùng thầy qua luôn câu hỏi ôn tập số 4. Khi nào số A được gọi là nghiệm của đa thức Px? Vậy thì các em sẽ trả lời như sau. Số A là nghiệm của đa thức Px. Khi nào? Khi giá trị của Px tại x bằng A bằng 0. Có nghĩa là PA của chúng ta phải bằng 0. Như vậy thầy đã chữa xong cho các em 4 câu hỏi ôn tập ở phần ôn tập chương 4. Thì 4 câu hỏi này đó là 4 câu hỏi lý thuyết đơn giản. Thầy tin là các em cũng có thể tự trả lời được. Các em cùng thầy chuyển qua phần bài tập. Các em đến với bài tập 57. Bài tập 57 như sau. Viết một biểu thức đại số của hai biến xy thỏa mãn từng điều kiện sau. Ý A, biểu thức đó là đơn thức. Vậy thì biểu thức đó là đơn thức mà đây là một biểu thức đại số của hai biến xy thì các em hoàn toàn có thể viết được rất nhiều. Giả sử biến x bình phương y chẳng hạn. Các em có thể viết các biểu thức khác, có thể là xy, có thể là xy bình phương, hay là x mũ 3, y mũ 4, hoặc là x mũ 2006, y mũ 2007, giả sử như thế. Có nghĩa là các em sẽ viết được rất nhiều các đơn thức mà có hai biến x và y. Y B.
IB họ yêu cầu là biểu thức đó là đa thức mà không phải là đơn thức. Vậy thì đa thức chính là phép cộng hay là phép trừ giữa các đơn thức với nhau. Vậy ở đây có hai biến x y, vậy thì các em hoàn toàn có thể viết là x trừ y hoặc là x cộng y hoặc là x y trừ 1 hoặc là x bình phương trừ y bình phương. Tức là các em cũng có thể viết được rất nhiều đơn thức có hai biến là x và y, đúng không nào? Các em chuyển qua bài toán số 58. Bài toán số 58 yêu cầu như sau. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau tại x bằng 1, y bằng trừ 1 và z bằng trừ 2. Ở câu A, họ cho chúng ta biểu thức đó là A bằng 2xy nhân với lại 5x bình phương y cộng 3x ta trừ đi z, đóng ngoặc. Vậy thì muốn tính giá trị của biểu thức A thì các em sẽ lần lượt thay các giá trị x, y, z vào trong biểu thức và ta thực hiện phép tính, đúng không nào? Vậy thì ta bắt đầu thay. Thay x của chúng ta bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng trừ 2 vào A. Thì A của chúng ta sẽ bằng 2xy thì sẽ là 2 nhân 1 nhân với trừ 1. Bên trong ngoặc sẽ như sau. 5x bình phương y sẽ là 5 nhân 1 bình phương nhân với lại trừ 1. Cộng 3x tức là cộng 3 nhân 1 trừ đi z tức là trừ đi trừ 2. Sau đó các em sẽ thực hiện các phép tính. 2 nhân 1 là 2, 2 nhân với trừ 1. Vậy ở bên ngoài các em sẽ có là trừ 2. Bên trong ngoặc thì sẽ bằng cái gì? 1 bình phương là 1, 5 nhân 1 là 5. 5 nhân với trừ 1 thành trừ 5. 3 nhân với 1 vẫn bằng cộng 3. Trừ của trừ 2, vậy thì nó thành cộng 2. Vậy thì bên trong ngoặc các em sẽ tính trước. Ở đây là trừ 5 cộng 3 sẽ thành trừ 2. Trừ 2 ta lại cộng với 2, vậy thì bên trong ngoặc sẽ là 0. Vậy là ta sẽ biến đổi là thành trừ 2 nhân 0. Và kết quả A của chúng ta sẽ có giá trị là 0. Tương tự như thế, các em sẽ đi tính biểu thức ở câu B. Đó là x y bình phương cộng y bình phương nhân z mũ 3 cộng với z mũ 3 nhân x mũ 4. Vậy thì chúng ta cũng sẽ thay vào thôi. Thay x bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng 2 vào B. Vậy thì biểu thức B của chúng ta sẽ có giá trị như sau. X y bình phương sẽ là 1 nhân với trừ 1 bình phương. Y bình phương nhân với lại z mũ 3 ta được trừ 1 bình phương nhân 2 mũ 3 cộng z mũ 3 nhân x mũ 4 sẽ là 2 mũ 3 nhân với 1 mũ 4. Trừ 1 tất cả bình phương nó là dương 1, 1 nhân 1 vẫn bằng 1. Trừ 1 tất cả bình phương ta được là dương 1, 2 mũ 3 là 8, 1 nhân 8 ta được là 8. 2 mũ 3 ở đây vẫn là 8 nhân với 1 mũ 4. 1 mũ 4 là 1, vậy 8 nhân 1 vẫn bằng 8. Vậy B của chúng ta sẽ là 1 cộng 8 cộng 8, kết quả là bằng 17. Như vậy các em đã thực hiện xong các phép tính bài 58. Các em cùng thầy chuyển qua bài toán 59. Bài toán số 59 như sau. Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây. Thì ô đầu tiên của chúng ta đó là đơn thức 5xyz, ô thứ hai là một phép nhân. Và họ làm mẫu cho chúng ta đó là đơn thức 5xyz nhân với 5x bình phương yz. Kết quả của cột thì họ ghi là 25x mũ 3 y bình phương z bình. Vậy thì các em hiểu một cách đơn giản đó là các em cần phải thực hiện các phép nhân đơn thức với nhau. Sau đó các em sẽ ghi kết quả ra các ô ở cột thứ tư, đúng không nào?
Vậy thì bây giờ các em sẽ thực hiện các phép nhân đơn thức rồi các em ghi kết quả. Ở đây ta có đơn thức đẩy nhân là 5xyz. Đơn thức ở dòng số 2 đó là 15 x mũ 3 y bình phương z, đúng không nào? Vậy thì đây là phép nhân giữa hai đơn thức. Để thực hiện các em sẽ lấy phần hệ số nhân với nhau, các phần biến giống nhau thì sẽ được nhân với nhau thôi. Ở đây 5 nhân với 15 các em sẽ viết được nó thành 75. X nhân với x mũ 3 được x mũ 4. Y nhân y bình phương ta được y mũ 3. Và z nhân với z ta được z bình. Vậy thì kết quả ở để ghi vào cái dòng số 2 cột thứ 2 đó là 75 x mũ 4 y mũ 3 z bình phương. Các em hiểu chưa nhỉ? Tức là bài số 59 trên thực tế đó là thực hiện phép nhân giữa các đơn thức. Các em xem phép nhân số 2, ta nhân với 25 x mũ 4 y z bằng. Ở đây 5 nhân với 25 tức là ta lấy phần hệ số nhân với nhau. 5 nhân 25 các em nhân ra sẽ được 125. X nhân với x mũ 4 ta được x mũ 5. Y nhân với y ta được y bình phương. Và z nhân với z ta được z bình. Đúng chưa nào? Thì kết quả ở phép nhân số 2 đó là 125 x mũ 5 y bình phương z bình phương. Ta đến với phép nhân số 3 là 5 xyz nhân với trừ x bình phương nhân y nhân z. Vậy thì trừ x bình phương y z nó là đơn thức có hệ số thực tế là trừ 1, đúng không nào? Vậy thì ta lấy 5 nhân với trừ 1 ta được trừ 5. Sau đó ta lấy x nhân với x bình phương ta được x mũ 3. Y nhân với y ta được y bình phương. Và z nhân với z ta cũng lại được z bình. Vậy kết quả của phép nhân hai đơn thức này đó là trừ 5 x mũ 3 y bình phương nhân z bình. Các em sang đến phép nhân cuối cùng đó là 5 xyz ta nhân với trừ 1 phần 2 của x y mũ 3 z. Vậy thì đầu tiên các em sẽ thấy lấy hai hệ số nhân với nhau thôi. 5 nhân trừ 1 phần 2 sẽ là trừ 5 phần 2. X nhân với x ta được x bình phương. Y nhân với y mũ 3 ta được y mũ 4. Và z nhân với z thì ta được z bình. Sau khi nhân được các kết quả thì các em sẽ điền kết quả vào các ô trống tương ứng. Thì các em sẽ hoàn thành được bài toán số 59. Hôm nay thầy giáo đã chia cho các em các câu hỏi ôn tập và 3 bài toán 57, 58, 59 ở phần ôn tập chương 4. Tiếp sau thầy sẽ chữa tiếp cho các em các bài tập còn lại. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.